Quy trình giảm trừ mức đóng gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trên cổng dịch vụ công bao gồm 5 bước sau. Bước 1. Kê khai hồ sơ. Người kê khai lựa chọn thực hiện việc kê khai trên cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dịchvucong.gov.vn hoặc trên cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội https://dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn và thực hiện kê khai đầy đủ các trường thông tin. Bước 2. Trình tự giải quyết hồ sơ trực tuyến. Sau khi kê khai đầy đủ thông tin, hệ thống phần mềm tự động kiểm tra, đối chiếu, xác thực thông tin các thành viên hộ gia đình có cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bước 3. Nộp tiền trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Người kê khai thực hiện nộp tiền trực tuyến trên thông báo số tiền phải nộp theo hướng dẫn. Bước 4. Phân bổ số tiền trong hệ thống cơ quan bảo hiểm xã hội. Sau khi nhận được tiền đóng của người kê khai từ hệ thống ngân hàng, hệ thống phần mềm tự động thực hiện các công việc sau: đối chiếu chứng từ chuyển tiền của ngân hàng với thông tin gia hạn thẻ, tự động phân bổ số tiền, tự động cập nhật phát sinh thu, tự động gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người tham gia bảo hiểm y tế trước khi gia hạn. Bước 5. Trả kết quả cho người kê khai. Sau khi thực hiện thanh toán thành công, hệ thống phần mềm thông báo với người kê khai gồm biên lai thu tiền và thông báo kết quả gia hạn thành công của từng người tham gia. Người tham gia tiếp tục sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đã cấp, đi khám chữa bệnh kể từ ngày nhận được thông báo này. Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về luật bảo hiểm xã hội hiện hành, quy định điều kiện thời gian tối thiểu tham gia bảo hiểm xã hội để có cơ hội được hưởng chế độ hưu trí đủ 20 năm. Điều này dẫn đến nhiều người không tích lũy đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu. Trong khi đó, hiện nay nhiều nước quy định thời gian tham gia bảo hiểm xã hội 10 năm là đã đủ điều kiện hưởng lương hưu. Mặc dù mức lương hưu có thể thấp, nhưng vẫn tốt hơn là chuyển sang hưởng trợ cấp tuổi già hay lương hưu xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo. Đề xuất này được nhiều người ủng hộ bởi nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là người thu nhập thấp, người lao động tự do. Việc theo đuổi thời gian đóng dài như hiện nay khiến người lao động có tâm lý e ngại. Có những trường hợp rất muốn tham gia, nhưng người lao động có thời gian đóng chưa đủ 20 năm thì đã đến tuổi nghỉ hưu, như vậy chưa được hưởng chế độ. Tôi đồng tình với lại việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xuống còn 15 năm. Nhưng mà số tiền hưởng sau khi về hưu thì vẫn được giữ nguyên. Như vậy sẽ rất là đảm bảo cho cuộc sống sau này. Rất là tốt. Với đề xuất về việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống còn 15 năm, người lao động cảm thấy hợp lý và thuận tiện hơn để thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội mà vẫn được bảo đảm quyền lợi tối đa khi về già. Về mặt chính sách bảo hiểm xã hội, về cái chế độ hưu trí là quan trọng. Do đó người dân thì người tham gia thì cũng đồng hưởng chính sách này. Tuy nhiên trong thời gian qua, trong quá trình áp dụng thì có nhiều ý kiến cho rằng cái thời gian 20 năm là quá dài. Thì tôi nghĩ là trong về mặt cái chính sách bảo hiểm xã hội chúng ta giảm dần thì cũng là hợp lý và để đảm bảo cho cái người tham gia được thụ hưởng đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội, vì cái lương hưu là quan trọng trong cái thời gian mà người tham gia nó không còn cái thu nhập, không còn tự thập nhập được, và cái lương hưu này chính là cái thu nhập cho họ trong cái tuổi già. Thì tôi nghĩ là đối với cái thời gian thì chúng ta sẽ áp dụng điều chỉnh nó phù hợp trong thực tế. Ngoài cái việc mà cải cách về cái chính sách bảo hiểm xã hội theo cái hướng đa tầng, nghĩa là không cần phải 20 năm mới được hưởng chế độ hưu, có thể tới đây là chỉ cần 15 năm là sẽ được hưởng chế độ hưu, thì sẽ thu hút được đông đảo và người dân sẽ tham gia. Cùng với đó, việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội cũng sẽ bổ sung các quyền lợi, nhất là quyền lợi ngắn hạn, và điều chỉnh thời gian đóng theo hướng tạo điều kiện cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội muộn, đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian ngắn, được hưởng lương hưu. Từ đó, người lao động sẽ có thêm động lực tiếp tục bảo lưu, tích lũy thời gian đóng bảo hiểm xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững cho người lao động. Dự kiến luật bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ được trình Chính phủ, Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng pháp luật pháp lệnh năm 2023. Để đáp ứng thời gian trên, từ tháng 5 đến tháng 12 năm nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ lấy ý kiến rộng rãi và nghiên cứu hoàn thiện dự thảo luật.